Xin chào các bạn, lại là Thỏ đây, reviewer đến từ Táo Zin. Các bạn nào xem Thỏ mà đang dùng iPhone X không ta? Riêng Thỏ thấy nha, đây là một trong những chiếc điện thoại rất là đặc biệt bởi vì nó bị Apple khai tử chỉ sau một năm sau đó. Nhưng mà sau một vài năm sau thì nó được người dùng rất là ưa chuộng và sử dụng rộng rãi, và cho đến thời điểm hiện tại nó vẫn có rất là nhiều sức hút. Vậy thì sức hút ở đâu? Cùng Thỏ tìm hiểu nha. Hiện tại, giá bán của iPhone X tại Táo Zin là 5.499.000 đồng, tùy theo phiên bản, dung lượng và màu sắc. Ngoài ra thì việc mua máy cũ thông qua hình thức sang tay cũng giúp bạn tiếp cận được máy với một mức giá rất là tốt. Nhìn chung, đây không phải là mức giá bán quá cao so với một siêu phẩm đình đám một thời. Đây cũng không phải là một con số quá khó để tiếp cận, khi nó cũng chỉ ngang bằng với một số những mẫu Android tầm trung khác trên thị trường hiện nay. Và nếu như mà bạn nào có ý định mua iPhone X thì hãy tự tin lên, bởi vì những chiếc điện thoại sau này như là iPhone 13 series có thiết kế rất là mang dáng dấp của iPhone X. iPhone X là phiên bản khởi đầu cho thiết kế mới trên các dòng iPhone sau này, với một số những điểm chung như là thiết kế không nút Home, sử dụng Face ID hay là tai thở. Hiện nay thì thế hệ iPhone series 13 với 13 Pro và 13 Pro Max vẫn còn mang đậm lối thiết kế như của iPhone X, với một vài sự khác biệt về thiết kế cụm camera sau, tai thở có chiều ngang ngắn hơn hay là đường nét góc cạnh so với bo tròn trên iPhone X. Nếu như mà chúng ta xét về cấu hình của iPhone X thì có lẽ là hơi hạn chế, bởi vì nó có một con chip cũ nào bộ nhớ thấp cũng như là dung lượng pin thấp, nên là nếu chúng ta so sánh với lại những chiếc điện thoại đời sau này thì hơi khập khiễng đúng không nào, bởi vì nó ra đời cũng được 5 năm rồi. Tuy nhiên, khi mà các bạn trải nghiệm thực tế trên iPhone X thì sẽ thấy tuyệt vời hơn rất là nhiều. Và cái điều đầu tiên mà Thỏ muốn trải nghiệm trên một chiếc iPhone đó chính là chơi game, để xem thử iPhone X chơi game có ổn hay không nha. Đầu tiên, chúng ta nhắc đến thời gian chơi game với viên pin trên iPhone X. Thực tế, đến khi các dòng máy sau này được giới thiệu thì viên pin trên iPhone X hiện không còn được đánh giá cao. Tất nhiên, tùy theo chất lượng của viên pin sẽ tác động ít nhiều đến thời gian giữ pin, nhưng nhìn chung đây có lẽ sẽ là một điểm trừ của iPhone X ở thời điểm hiện tại. Tiếp theo, về khả năng chiến các game đồ họa nặng trên iPhone X, theo trải nghiệm thực tế, con chip Apple Bionic A11 vẫn đang chạy được khá ổn định và gần như chiến được tất cả các tựa game nặng như là Liên Quân hay là PUBG Mobile. Tình trạng giật lag hay là đơ máy có thể nói là rất ít khi xuất hiện. iPhone X có một cái màn hình OLED với độ phân giải cao, chính vì vậy nên là nó sẽ giúp cho các bạn thích hơn khi mà chiến game bởi vì hình ảnh sắc nét và sống động. Tuy nhiên, iPhone X có một cái nhược điểm là khi mà các bạn chơi quá lâu thì máy sẽ trở nên nóng. Chúng ta có thể khắc phục bằng ốc lưng đúng không nào? Và nếu như mà các bạn đang quan tâm đến camera trên iPhone X thì nói sao ta? Chiếc điện thoại này nó vẫn có thể giúp cho các bạn đáp ứng được những cái thao tác chụp cơ bản như là chụp trong điều kiện đủ ánh sáng, thiếu sáng. Tuy nhiên, nó có một cái nhược điểm, đó chính là nó không có ống kính góc rộng nha. Điểm thua thiệt đầu tiên so với các dòng sau này của Apple hay là thậm chí là các dòng Android tầm trung khác, đó là iPhone X không sở hữu ống kính camera góc rộng. Ngoài ra thì độ phân giải của các ống kính cũng không thực sự ấn tượng. Tuy nhiên, điều này cũng không quá khó hiểu khi mà thông số này trên iPhone luôn kém khá nhiều so với các dòng Android. Thực tế thì cả iPhone 13 Pro Max hiện nay cũng chỉ có độ phân giải camera sau là 12MP, điểm khác biệt chỉ đến từ số lượng ống kính và công nghệ chụp. Nhìn chung, khả năng chụp ảnh ở chế độ thông thường, chế độ chân dung, chụp đêm, quay phim trên iPhone X vẫn còn khá tốt so với mẫu máy đã xuất hiện trên thị trường gần 5 năm. Tóm lại, nếu như mà chúng ta nói về ưu điểm thì iPhone X nó sẽ có cấu hình và hiệu năng ổn định, thiết kế đẹp và đặc biệt giá cả rẻ. Còn về nhược điểm thì iPhone X nó có dung lượng pin thấp cũng như là khả năng giữ pin không được tốt. Về khả năng chụp hình thì iPhone X không thể nào so sánh được với những chiếc điện thoại sau này đúng không nào? Chính vậy nên nếu như mà các bạn muốn mua iPhone X thì có thể cân nhắc. Và trên đây là một vài suy nghĩ của Thỏ về iPhone X. Các bạn có suy nghĩ gì về nó thì hãy để lại dưới bình luận cho Thỏ được biết nha. Còn bây giờ thì đừng quên like video cũng như là subscribe kênh Táo Zin. Xin chào và hẹn gặp lại.